Nếu như là thấy cái đầu nó quay ra thì đừng có túm nhá Còn nếu như là mình lấy cái, cái cái móc mình khều khều Cái người nó ra ấy Thì cái đầu nó vào trong Thì lúc ấy là mình túm lên đuôi nôi ra là ok Không có sợ nó quay lại nữa Con này nó cứ không vân, ra chơi Mọi người lại thấy Nó lại tìm đường về nhà nó Hello gia đình nhà rắn nha em nó lại tìm đường về nhà này nhiều khi một con, hai con nó sống đóng tạm này đã đấy xem nó làm kiểu gì nó về nhà nó được bây giờ em đóng cửa như thế này lại nó mà mở được nó vào mới gọi là siêu đẳng cấp đấy nhá <laughs> bây giờ mà em nó mở được cửa mới gọi là siêu đẳng cấp này tự biết nên nhà đã là siêu rồi nhưng mà bây giờ mà biết mở cửa nữa thì gọi là có một không hai bây giờ mà biết mở cửa nữa thì gọi là có một không hai đấy các anh chị mình ạ đây mọi người thấy rắn như em siêu chưa về nhà nó thấy đóng cửa nó cũng phải gõ cửa để xem là vừng ơi có mở ra được không đấy nha hello mọi người thấy rắn như em thông minh chưa cả nhà ấy mặc dù nhà nó đóng cửa không mở mà nó vẫn cứ rũi uh, vào để xem là nó có mở được không các anh chị mình ơi và chia sẻ giúp em cả nhà con này chắc nó độ 3 kg đổ lại thôi anh mạnh cường ạ à anh các anh chị mình ơi ai mà đặt cái liên hệ zalo em là 0945 085 038 tuyệt vời lắm đấy rắn như em là thông minh chưa này nó đang gõ cửa nhà nó đấy này mà mở cửa cái là nó về nhà luôn đây mọi người thấy nó ở tầng trên luôn nha chứ không phải ở phía dưới nên là những cái con rắn này khi khi mà nó ở nhà nào nó quen với nhà đó đấy Nhiều khi nhá mình 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 đang nó đang ở bên này mình chuyển sang bên này là nó cũng không thuận đâu chia sẻ giúp em đi các anh chị mình đấy đôi khi là mình từ cái mùa sinh sản là mình bắt cái con rắn nó, nó vào với nhau ấy giống như kiểu là mình cưới vợ cho rắn ấy. <laughs> là con nào mà kiểu như là nó nhìn thấy nó ưng nhau rồi thì nó nó uh không có vấn đề gì chứ con nào mà không ưng nhau á là nó chọn chuyện nhau nó cắn nhau đấy là mình lại phải đổi con khác vào hello Đó là lại phải đổi con khác vào ấy thì con dàn em lôi chục năm đi lâu rồi hả <laughs> lên bình rồi anh tùng phong ạ cho là lên bình rồi nô cả nhà mình Cái mùa này con rắn là nó chậm chạp chứ gần để vào cái mùa hè nha Nó không có như này đâu Mùa hè á là mình chỉ cần đã bắt nó ra chạm nhẹ nó thôi là nó đã đã, đã, đã quay lại nó tấn công rồi Trong cái rồi kìa Mọi người ai mà đặt sản phẩm thì cao rắn hay rượu rắn thì liên hệ cái số 0945 085038 giùm em nhé. Đây để em mở cửa nó ra. Mọi người follow em vào tới sang năm á là sẽ được coi rắn nó vui giống rồi sinh sản nó đẻ trứng đấy đôi khi là nó sẽ bỏ như thế này nó nên nó như thế này nhớ vô tình mà nó quay ngang cái con bọ này cái là lại giúp cái con ở phía trong nó ra ấy nuôi hai con một chuồng thì cũng được nhưng mà nó không có được uh, uh, như là một con mình nuôi thì ví dụ mức độ mình cho ăn sẽ kiểm soát được hơn ví dụ mình nuôi hai con hay ba con cũng được bốn năm con cũng được nhưng mà cái khi mà mình cho ăn có con nó ăn là nó ăn no nó ăn hết phần của con kia còn nó à, tới có nơi là họ sẽ nuôi uh, uh, vài chục con hay trăm con vào một cái ô uh, ô tập trung luôn chứ còn em thì em sẽ nuôi uh, từng con một hàng một như thế này thì uh, cái mức độ mình kiểm soát thì nó sẽ tốt hơn cho nó ăn rồi uống hay là mình mình ghép đôi để cho nó sinh sản thì nó sẽ uh, chuẩn hơn là so với mình nuôi tập trung thường thường những cái con rắn nhỏ mới mới nở ấy thì người ta hay nuôi tập trung nhỏ xíu và ngón tay này thì mình sẽ cho vào ô mình nuôi tập trung khi nó to rồi mình mới tách riêng nó ra như thế này để xem em nó có lên không nha à, mình ngâm bao lâu thì có thể dùng được à? ít nhất là phải bảy tám tháng để đi cho em nha mình ngâm ít nhất phải bảy tám tháng để đi sau đó là nó nên màu ra được chất rồi mình mới sử dụng cho em Hello anh chị mình gia đình nhà rắn Mỗi người chơi em xin một người chia sẻ cả nhà ơi nhìn nó thì như đói cái mùa này nó đói rồi mà nhưng mà em chưa cho nó ăn đâu phải ít nữa nhá sang mùa xuân thì mới cho nó ăn bây giờ kệ nó cho nó nghỉ đông đi cho nó nghỉ đông đi mùa xuân thì em mới cho nó ăn lại một năm tiếp theo chuẩn bị để vào cái mùa sinh sản thì lúc ấy là nói chung là cứ ra tết thì em mới cho nó ăn ạ hello đấy con nào không trêu nó làm ghi ở phía trong một tháng là uống nước rồi <laughs> cao rắn đi một tháng cao rắn đi vài ngày nó tan hết ra là mình dùng được Chứ còn rượu rắn đi một tháng nó chưa đã ra được chất đâu anh mình ít nhất là phải 7 tám tháng rồi đi cho em ít nhất là phải 7 tám tháng thì mình mới dùng được còn không mà muốn để nó ngon nữa thì mình để uh, uh, trên một năm hai năm hoặc là những cái bình rượu mình chưa dùng mình có thể để 5 năm, 10 năm sau nó vẫn đẹp như cái lúc ban đầu nhá. Thậm chí nó còn đẹp hơn khi mà nó lên màu ra được chất. Ấy. Anh chị mình ơi, ai đặt cao rắn rượu rắn mọi người liên hệ Zalo em là 0945 này, 085038. Đấy liên hệ và cái ID của admin nhà em nhá. Đây các anh chị thấy nó siêu chưa Nãy là nó gõ cửa mãi thì chưa mở được ra Nên em phải hỗ trợ nó em mở cửa ra Thì là nó vào được luôn ấy. Rất là thông minh nha <laughs> Đấy. Mặc dù là hang ở tít phía trên Nó tự vào nhá Đó, anh chị mình ai mà chốt thì cứ liên hệ Zalo em nhỉ. Thì em sẽ bắt này làm trực tiếp để cho anh chị mình coi trên zalo. Thế vì mọi người ở xa thì em sẽ gọi mọi người lên zalo để coi làm trực tiếp. Nếu như là mọi người ở gần các anh chị ở gần có thể về trực tiếp trang trải như em. Đấy, ưng người kiểu mẫu nào zalo này thoải mái cho mọi người chọn. Ở trên zalo em ấy có rất là nhiều mẫu để cho mình lựa, nó sẽ phù hợp với túi tiền của mình à Đây, em này nó cũng đang ngủ đấy, Em này nó cũng đang ngủ Nên là em vẫn trêu nó bình thường <laughs> Cẩn thận ông nó pizza đấy. <laughs> đấy Nhìn cái khúc cửa nó đã chưa Mà cái em hổ mang này á Thì nó rất nguy hiểm Nên là mình trêu ấy cũng phải cẩn thận À, nó tùy theo cái trọng lượng anh à, Văn Hưng ạ Anh thích làm cái mẫu bình nó tầm bao tiền Hai củ cũng có Ba bốn củ, vài chục củ Tùy theo mọi người đặt nhá Em hổ mang thì nó nguy hiểm Nên là trêu treo cứ phải cẩn thận Chứ nó không có như những cái em hổ trâu này đâu Những cái em này thì nó không có à, Nguy hiểm tới tính mạng của mình Đấy, những em này thì mình treo thoải mái nhiều <laughs> quá giá dạ không còn sao ạ à. có những cái mẫu bình nhỏ thì cũng phải là củ rưỡi đổ lên rồi ấy củ rưỡi hai củ là cái uh, ngoại bình uh, ít tiền nhất rồi ạ à. tại vì mọi người biết là tiền rắn là đã bao tiền rồi đúng không xong rồi cộng với tiền sâm này tiền rượu này tiền vỏ bình này các vị thuốc bắc đầy đủ đúng rồi nghe chăn nuôi tử thần mà nó nguy hiểm là vậy thế nên là mình trêu những con này thoải mái chứ còn nếu mà à, những cái con hổ mang kia thì cẩn thận nhá chạm vô đầu như thế này là nó cắn luôn đấy đó mọi người này cái id của admin nhà em này không chín bốn năm đây anh chị mình thấy em hổ trâu này chưa Số da nôi em là 085038 Em hổ trâu thì treo như thế này được Còn cái em hổ mang nhá Chỉ cần là em để cái tay mà ở Cách cái khoảng mặt nó trước mặt như thế này là nó tấn công mình luôn Còn em hổ trâu mình treo treo được <laughs> Nhớ chẳng may nó cắn Mình làm đau nó nó cắn thì nó chỉ bị uh, xây xước ra thôi Chứ nó không có nguy hiểm Đấy, liên hệ cái ID của admin này 0945085038 rồi nha. Hello gia đình nhà mình. Đây ạ. Mọi người thấy cái con hổ mang mà trêu được như thế này siêu giỏi luôn nhưng mà không được đâu nhá. Nó tấn công cái là nó lại bị